Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Các nước lên án hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông Ngày 5 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay Mỹ, EU, Philippines quan ngại về hành động của Trung Quốc đối với người dân Việt Nam Theo đó, Hoa Kỳ, Liên Hiệp, Châu Âu và Philippines vừa đưa ra những tuyên bố lên án vụ tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu cá của người dân Việt Nam khiến 10 người bị thương Giữa lúc Washington và các đồng minh cam kết tăng cường an ninh hàng hải ở khu vực. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn trang X của ông Matthew Miller, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, viết hôm 3 tháng 10. Mỹ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về hành động nguy hiểm của các tàu thực thi pháp luật của Trung Quốc đối với tàu cá Việt Nam quanh quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29 tháng 9. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hành vi nguy hiểm và gây bất ổn ở Biển Đông quay cho biết cũng hôm 3 tháng 10, Phái đoàn Liên hiệp châu Âu EU tại Việt Nam cũng cho rằng cần phải duy trì và tôn trọng mọi lúc, mọi nơi hiến chương Liên hiệp quốc, công ước Liên hiệp quốc về luật biển UNCLOS và các chuẩn mực quốc tế khác liên quan đến sự an toàn cho tính mạng con người trên biển. quay dẫn phát biểu của Phái đoàn EU. EU lên án mọi hành động phi pháp, leo thang và cưỡng ép làm suy yếu các nguyên tắc kể trên của luật pháp quốc tế cũng như đe dọa tới hòa bình và ổn định trong khu vực. Bên cạnh đó, vì quay dẫn tuyên bố của cố vấn an ninh quốc gia Philippines ông Eduardo M. Ano ngày 4 tháng 10, chúng tôi lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực và bất hợp pháp của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đối với người dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29 tháng 9. Chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam trong việc tố cáo hành động nghiêm trọng này và kêu gọi về trách nhiệm giải trình. Trung Quốc phải tuân thủ luật hàng hải quốc tế và chấm dứt mọi hoạt động thù địch gây nguy hiểm đến tính mạng, sinh kế của các thủy thủ dân sự, Bộ trưởng Ano nói. Hình ảnh các ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi 95739TS bị tấn công ở gần quần đảo Hoàng Sa. VOA cũng cho biết trước đó, hôm 2 tháng 10, chính quyền Việt Nam mạnh mẽ phản đối việc lực lượng chấp pháp Trung Quốc đánh bị thương ngư dân Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền nhưng đã bị Bắc Kinh chiếm đóng và quản lý hơn 50 năm qua. Tuy nhiên, theo VOA, Trung Quốc phủ nhận việc lực lượng của họ đã tiếp cận mạnh tay để ngăn chặn tàu thuyền Việt Nam hoạt động trong vùng biển mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Về quay nhắc lại, hôm 1 tháng 10, một hãng tin quốc tế đã loan tin rằng phía Trung Quốc cho biết cơ quan chức năng của họ đã ngăn chặn các tàu đánh cá Việt Nam đang đánh bắt trái phép. Bắc Kinh nói, các hoạt động tại chỗ rất chuyên nghiệp và hạn chế và không có việc xảy ra thương tích. Giới quan sát nhận định rằng, cộng đồng quốc tế cần lên án hành động tàn ác của lực lượng chấp pháp Trung Quốc, gọi đó là hành động tấn công vô cớ, đánh đập, cướp tài sản phi pháp đồng thời kêu gọi cần có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu những hành động như vậy. VOA dẫn nhận xét của ông Nguyễn Sơn Hà từ Pháp cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ-EU-Philippines cùng lên tiếng vấn đề Biển Đông xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng nay các nước cùng lên tiếng để hỗ trợ Việt Nam. Nhờ sự can thiệp hay lên tiếng của Hoa Kỳ-EU, thì Trung Quốc có thể sẽ bớt đi sự hung hăng hay bắt nạt, vẫn theo VOA. Hoa Kỳ không có yêu sách gì ở vùng biển tranh chấp nhưng đã triển khai tàu hải quân và máy bay chiến đấu của không quân để tuần tra vùng biển này nhằm thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không. Philippines và các đồng minh khác của Hoa Kỳ trong khối EU cũng cam kết thực hiện một chính sách ấn độ dương Thái Bình Dương thông thoáng, rộng mở do Washington dẫn đầu. Tuy nhiên, Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ là chớ can thiệp vào những gì nước này cho là tranh chấp thuần túy ở châu Á. Những nỗ lực của Tập Cận Bình có thể cứu vãn nền kinh tế Trung Quốc đang suy yếu hay không? Ngày 4 tháng 10, BBC Tiếng Việt đăng bài bình luận khi Trung Quốc bước sang tuổi 75, liệu Tập Cận Bình có thể sửa chữa nền kinh tế đang suy yếu? BBC cho biết khi Trung Quốc bước vào tuần lễ vàng, từ ngày 1 tháng 10, và kỷ niệm 75 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đảng Cộng sản cầm quyền đã đưa ra một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu. Các kế hoạch bao gồm hỗ trợ cho ngành bất động sản đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, hỗ trợ thị trường chứng khoán, phát tiền mặt cho người nghèo và tăng chi tiêu của chính phủ. Theo BBC, cổ phiếu ở Trung Quốc, Đại lục và Hồng Kông đã ghi nhận mức tăng kỷ lục sau các thông báo trên. Nhưng các nhà kinh tế cảnh báo rằng những chính sách này có thể không đủ để giải quyết các vấn đề kinh tế của Trung Quốc, hình ảnh bài trên BBC. BBC nhận xét, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kỷ niệm 75 năm thành lập, có nghĩa là nhà nước này đã tồn tại lâu hơn Liên Xô vốn đã sụp đổ sau 74 năm kể từ khi thành lập. BBC dẫn chia sẻ của Phó giáo sư Alfred Wu tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu ở Singapore cho rằng tránh số phận của Liên Xô từ lâu đã là mối quan tâm chính của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Điều quan trọng nhất trong tâm trí các quan chức là thúc đẩy niềm tin vào nền kinh tế nói chung trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng, rằng nền kinh tế có thể không đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm 5%. BBC dẫn bình luận của giáo sư Yuan Yuan An đến từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ cho rằng ở Trung Quốc, các mục tiêu phải được đáp ứng bằng mọi cách cần thiết. Các nhà lãnh đạo lo ngại rằng việc không đạt được các mục tiêu này vào năm 2024 sẽ khiến tình trạng tăng trưởng chậm và lòng tin ngày càng lung lay trầm trọng hơn. BBC cho hay, một trong những lực cản chính đối với nền kinh tế Trung Quốc là sự suy thoái của thị trường bất động sản trong nước, vốn bắt đầu từ 3 năm trước có sự hoài nghi đối với các chính sách nhằm vực dậy ngành bất động sản như tăng cho vay, cắt giảm lãi suất, đặt nghi vấn rằng những động thái như vậy liệu có đủ để vực dậy thị trường nhà ở. BBC dẫn nhận định của Harry Murphy Cruz, một nhà kinh tế tại công ty dịch vụ tài chính Moody's Analytics. Những biện pháp đó được hoan nghênh nhưng không có khả năng thay đổi nhiều nếu chỉ thực hiện một cách đơn lẻ. Điểm yếu của Trung Quốc bắt nguồn từ việc khủng hoảng niềm tin, không phải khủng hoảng tín dụng. Các công ty và gia đình không muốn vay, bất kể vay có rẻ đến mức nào. Hình ảnh lễ kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên vẫn theo BBC, ngoài việc đặt ra các ưu tiên như ổn định thị trường bất động sản, hỗ trợ tiêu dùng và thúc đẩy việc làm, các quan chức Trung Quốc đưa ra rất ít thông tin chi tiết về quy mô và phạm vi chi tiêu của chính phủ. BBC dẫn cảnh báo của bà Kian Wang, chuyên gia kinh tế của công ty tư vấn đầu tư Vanguard. Nếu gói kích thích tài khóa không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, các nhà đầu tư có thể sẽ thất vọng. Ngoài ra, gói kích thích chính sách theo chu kỳ không giải quyết được các vấn đề về cấu trúc. Bà Quang lưu ý, nếu không có những cải cách sâu rộng hơn, các vấn đề mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt sẽ không biến mất. BBC cũng cho biết vào ngày kỷ niệm 75 năm thành lập nhà nước, một bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật Báo với một giọng điệu lạc quan thừa nhận rằng mặc dù chặn đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng tương lai thì đầy hứa hẹn. Theo bà An, thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt là nền kinh tế cũ và mới đang xen sâu sắc với nhau, nếu nền kinh tế cũ suy thoái quá nhanh, chắc chắn sẽ là cản trở sự trở dậy của nền kinh tế mới. Đây là điều mà giới lãnh đạo đã nhận ra và đang tìm cách giải quyết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm d với bản tin Những nỗ lực của Tập Cận Bình có thể cứu vãn nền kinh tế Trung Quốc đang suy yếu hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.